hồi thứ 41. Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa Trại. Ma gia tứ tướng đang buồn rầu vì việc mất Lọng Báu, nên không còn bản tính đến chuyện chinh chiến nữa. Bỗng nghe quân báo, có tướng Chu đến khiêu chiến. Bốn tướng nổi giận, liền phát pháo khai dinh, dẫn quân ra trước trại. Đến nơi thấy một tướng nhỏ cưỡi ngọc kỳ lân, mà Lễ Thành hỏi, thằng con nít tên họ gì? Hoàng Thiên Hóa nói, ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai lớn của Hoàng Phi Hổ, vâng lệnh Khương Thừa Tướng ra trận giết mấy người. Mà Lễ Thành nghe nói, nổi sung, cầm giáo lướt tới đâm một nhát. Hoàng Thiên Hóa đưa song chùy ra đỡ, hai tướng đánh vùi với nhau hơn 20 hiệp, vẫn không thắng bại. Ma Lễ Thành liền quăng chiếc bạch ngọc kim cương lên, hào quang chiếu sáng lòa, đánh trúng lưng Hoàng Thiên Hóa, làm cho Hoàng Thiên Hóa té nhào xuống ngọc kỳ lân. Lễ Thành xông tới toàn chém đầu, nhờ có Na Cha đứng trước cửa thành, thấy Hoàng Thiên Hóa thất cơ, vội giục xe tới đả thương và hét lớn, có ta đến trợ chiến, ngươi đừng giết đại huynh ta. Mà Lễ Thành mắc cự với Na Cha, nên binh Chu đoạt thay Hoàng Thiên Hóa đem vào thành. Còn Na Cha ra sức đánh với Ma Lễ Thành một hồi, cây giáo dài vun vút, chẳng khác vũ bão. Ma Lễ Thành quăng chiếc bạch ngọc kim cương lên nữa, Na Cha lấy càn khôn quyện quăng trả, hai bảo bối gặp nhau, càn khôn quyện đập bạch ngọc kim cương tan nát vì ngọc bở hơn vàng. Ma Lễ Thành và Ma Lễ Hồng đồng hét lớn, Na Cha, ngươi phá bảo bối của ta, ta quyết rửa hờn cho được. Bốn anh em đều áp tới, đánh nhào với Na Cha. Na Cha thấy bốn tướng làm hung, phải chịu nhịn thua mà chạy. Ma Lễ Hải lấy đàn tỳ bà khảy lên, nhưng Na Cha đã chạy tuốt vào thành. Anh em họ Mã lui về dinh, buồn bã vì mất thêm một bảo bối nữa. Hoàng Phi Hổ thấy quân đem thay Hoàng Thiên Hóa về, thất kinh khóc lớn. Không dè cha con mới gặp nhau, chưa nhìn tận mặt đã cách biệt. Tử Nha xem thấy cũng động lòng, nhưng không biết làm cách nào cứu chữa. Hoàng Phi Hổ đem thay Hoàng Thiên Hóa về dinh mình. Bỗng nghe quân báo, có một đạo đồng đến trước cửa thành xin ra mắt. Tử Nha truyền mời vào hỏi, ngươi từ đâu đến đây? Đạo đồng cúi đầu làm lễ và nói, tôi là Bạch Vân đồng tử, học trò Thanh Hư đạo nhân ở động Tử Dương, núi Thanh Phong. Nay thầy tôi sai xuống cõng sư huynh tôi là Hoàng Thiên Hóa về núi. Tử Nha mừng rỡ, dẫn Bạch Vân đồng tử đến dinh Hoàng Phi Hổ, chỉ thay Hoàng Thiên Hóa cho Bạch Vân mang về. Bạch Vân cõng Hoàng Thiên Hóa đến trước cửa động. Thanh Hư đạo nhân bước ra xem, thấy Hoàng Thiên Hóa mắt nhắm khít dịt, da mặt vàng lườm, liền sai Bạch Vân múc nước hòa với tiên đan, rồi lấy gươm cậy răng đổ thuốc. Giây lâu, Hoàng Thiên Hóa tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Thanh Hư đạo nhân, liền ngồi dậy thưa, vì sao đệ tử lại về đây, xin sư phụ dạy cho biết. Thanh Hư của rằng, súc sinh, ngươi mới rời khỏi non tiên, đã ăn mặn, đó là tội thứ nhất. Thay đổi y phục, không nhớ cội căn, đó là tội thứ hai. Nếu ta không vị tình Tử Nha, thì để cho ngươi chết quách. Hoàng Thiên Hóa biết tội, liền vập đầu xuống đất, lại thầy xin tha lỗi. Thanh Hư đạo nhân lấy một cái đáy gấm đưa cho Hoàng Thiên Hóa và dặn, ngươi đem báu vật này xuống Tây Kỳ mà trừ ma gia tứ tướng, chẳng bao lâu ta cũng sẽ đến giúp Chu. Hoàng Thiên Hóa lại thầy giã bạt rồi độn thổ trở lại Tây Kỳ. Vừa đến nơi, quân trên thành trông thấy vào báo với Tử Nha, Hoàng Thiên Hóa đã trở về. Tử Nha đòi vào, Hoàng Thiên Hóa đến trước trướng kể lại mọi việc. Hoàng Phi Hổ thấy con sống lại thì lòng mừng khấp khởi. Dạng ngày,
Hoàng Thiên Hóa cưỡi Ngọc Kỳ Lân, xách song chùy ra trận, gọi lớn: "Ma gia tứ tướng, hãy mau ra đây chịu chết." Quân vào báo, Ma Lễ Thành mắng thầm: "Thằng khốn khiếp đó hôm qua đã chết rồi, sao còn sống lại?" Bốn tướng cùng kéo binh ra, thấy Hoàng Thiên Hóa mặt hầm hầm, tay cầm song chùy lướt tới. Ma Lễ Thành liền đâm một giáo, Hoàng Thiên Hóa đỡ ra đánh lại. Hai tướng giao đấu được năm hiệp, Hoàng Thiên Hóa giả cách bại trận bỏ chạy. Ma Lễ Thành thừa thắng đuổi theo. Hoàng Thiên Hóa mở túi gấm ra, thấy một cái đinh dài 7 tấc rưỡi, hiện hào quang trói sáng ngời. Hoàng Thiên Hóa dùng cây đinh ấy phóng lên, báu vật nhanh như chớp đâm thủng trái tim Ma Lễ Thành trong nháy mắt. Ma Lễ Thành ré lên một tiếng, nhào xuống đất tắt thở, máu phụt ra đỏ ói. Ma Lễ Hồng thấy anh mình tử nạn, liền cầm kích rượt theo Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa thâu đinh phép lại rồi phóng tới nữa. Ma Lễ Hồng tránh không kịp, bị đinh đâm thủng đến sau lưng. Báu vật ấy cứ đâm ngay trong tim, nên Ma Lễ Hồng chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết. Ma Lễ Hải thấy hai anh mình bị chết trong nháy mắt, liền nổi xung, hét lên như sấm: "Súc sinh, ngươi dùng vật gì mà sát hại hai anh ta như vậy?" Nói rồi xông tới, Hoàng Thiên Hóa lại phóng đinh phép, đâm thủng trái tim, Ma Lễ Hải chết tươi. Chỉ còn có Ma Lễ Thọ đứng một mình chới với, giận căm gan, liền mở túi ra beo, thò tay bắt hỏa hồ điêu thả ra để ăn thịt Hoàng Thiên Hóa. Chẳng ngờ mới thò tay vào miệng túi, bị dương tiễn cắn cho một cái đau đớn thấu xương. Ma Lễ Thọ la lên: "Báu vật, sao hôm nay ngươi phản ta như vậy?" Nói rồi chút túi da beo ra, dương tiễn giả hình con hỏa hồ điêu nhảy ra và biến thành con voi trắng, nhưng không ăn thịt Hoàng Thiên Hóa mà lại trờn vờn nhảy tới muốn cắn Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ thất kinh bỏ chạy, bị Hoàng Thiên Hóa phóng đinh thần xuyên thủng trái tim, té nhào xuống đất. Thế là Ma gia tứ tướng đã cùng chết một lượt trong một trận. Dẫu tài tinh tế không toàn mạng, vì bảng phong thần có đứng tên. Hoàng Thiên Hóa đánh chết 4 anh em họ Ma xong, toan dùng đinh phép giết luôn con quái thú. Chẳng ngờ con quái thú ấy lại hóa hình ra một đạo sĩ đứng trần ngần trước mặt. Hoàng Thiên Hóa thất kinh hỏi lớn: "Ngươi là ai vậy?" Dương Tiễn đáp: "Ta là Dương Tiễn, vâng lệnh sư thúc, ẩn mình trong túi da beo làm nội công. Nay thấy đạo huynh đã giết 4 tướng rồi, nên hiện hình ra mắt." Giữa lúc đó có Na Cha đạp xe chạy tới, nói với Dương Tiễn và Hoàng Thiên Hóa: "Hai anh thành công trận này, em rất sung sướng." Hoàng Thiên Hóa lấy 4 thủ cấp, rồi cả 3 cùng kéo nhau về thành, ra mắt Tử Nha. Tử Nha thấy Hoàng Thiên Hóa một mình phóng đinh phép, giết luôn 4 tướng, thì khen ngợi khôn cùng, truyền bêu 4 thủ cấp trên mặt thành và tâu với Võ Vương hay: "Chúa tôi mở tiệc đãi đẳng, binh tướng vui vầy suốt ngày đêm không dứt." Bấy giờ bọn tàn binh của Ma gia tứ tướng bỏ chạy về ải Tụy Thủy, báo tin cho Hàng Vinh hay, rồi kéo về ải Giai Mộng. Hàng Vinh được tin Ma gia tứ tướng tử trận thất kinh, vội làm sớ gửi về Triều Ca báo tin khẩn cấp. Lúc bấy giờ Thái sư Văn Trọng vừa xem biểu trương của 2 ải Du Hồn và Tam Sơn. Nơi Du Hồn, Đậu Dung đánh đuổi được Đông Bá Hầu bại tẩu, còn nơi Tam Sơn, Đặng Cửu Công nhờ có con gái là Đặng Thiều Ngọc đuổi Nam Bá Hầu lui binh. Tin mừng ấy chưa được bao lâu thì có sớ Hàng Vinh gửi về. Văn Thái Sư xem sớ thấy 4 anh em Ma gia tử trận, nổi giận vỗ án hét: "Không dè Tử Nha hung hăng như vậy, dám giết cả Ma gia tứ tướng bêu đầu trước ải, thật là một hành động khiêu khích." Giận quá,
Văn Thái Sư trợn con mắt giữa, hào quang chiếu sáng lòa hơn hai thước. Qua một hồi ngẫm nghĩ, Văn Thái Sư tự nhủ: Này Đông Nam hai cõi đã yên, việc nước có thể giao cho triều thần coi giữ. Ngày mai ta vào tâu với vua, tự giá thân trinh mới được. Nghĩ rồi viết sớ, đợi dạ ngày vào dâng. Hôm sau, Văn Thái Sư vào chầu rất sớm, quỳ trước Kim Loan dâng biểu xuất sư. Trụ vương xem biểu phán: Thái sư vì trẫm mà lo việc đánh Tây Kỳ, trẫm cấp búa Việt vàng, cờ mao trắng để thái sư thay mặt trẫm định liệu mọi việc. Văn Thái Sư tạ ơn rồi chọn ngày tốt làm lễ xuất quân. Trụ vương dọn tiệc hội các quan đưa đón. Trụ vương rót một chén rượu đầy ban cho Văn Thái Sư. Văn Thái Sư bưng chén rượu tâu: Tôi đi chuyến này mong dẹp yên bờ cõi, xây dựng non sông, xin bệ hạ ở nhà nghe theo lời quan gián nghị, đừng để vua tôi cách mặt, trên dưới xa nhau, lâu lắm là nửa năm, mau lắm là ba tháng cũng trở về chầu bệ hạ. Trụ vương nói: Thái sư đã thân chinh dẹp loạn thì thế nào cũng thắng trận ban sư, lòng trẫm không còn lo gì nữa, trẫm chỉ chờ thái sư trở về, vua tôi chung hưởng thái bình. Văn Thái Sư uống rượu rồi lên Hắc Kỳ Lân. Bỗng con thú nhảy chồm tới, la lên một tiếng, làm cho Văn Thái Sư té nhào xuống đất. Tả Hữu vội vàng đỡ dậy. Văn Thái Sư vội sửa y mão chỉnh tề. Khi ấy, có quan hạ đại phu là Văn Tiếp tâu rằng: Thái sư vừa xuất quân mà té như vậy, đã là điểm chẳng lành, xin bệ hạ sai tứ khác. Văn Thái Sư nói: Quan đại phu nói sai rồi, làm tôi phò chúa thì không kể nhà, làm tướng ra trận thì không kể mạng. Lẽ thường một tướng cầm quân không chết cũng bị thương, đó là lẽ đương nhiên, có gì mà sợ. Ta xem con thú này lâu nay không ra trận, ở không lâu cũng yếu đi, nên khó cưỡi một chút, xin quan đại phu đừng bàn nữa. Dứt lời, Văn Trọng nhảy lên lưng Hắc Kỳ Lân đi thẳng. Từ đấy, vua tôi không thấy mặt, sắp sau hồn phách đã lên trời. Văn Thái Sư một tấm lòng son, 3 năm chinh phạt, trên vì chúa, dưới thương dân, thật là những tưởng lòng chung phò nghiệp chúa, nào hay máy tạo dứt nhà thương. Văn Thái Sư kéo 3 vạn binh ra khỏi Triều Ca, đến sông Huỳnh Hà, rồi đến huyện Dẫn Trì. Quan tổng binh huyện ấy là Trương Khuê ra thành nghênh tiếp. Trương Khuê làm lễ ra mắt xong, Văn Thái Sư hỏi: Đường qua Tây Kỳ ngõ nào gần hơn? Trương Khuê thưa: Đi qua Ngũ Quan thì xa, nếu đi tắt qua ải Thanh Long thì gần hơn 200 dặm. Văn Thái Sư bèn chuyển binh tướng đi qua ải Thanh Long. Quân sĩ tuân lệnh kéo cờ gióng trống inh hoải. Người sau có thơ như vậy: Mù mịt bụi hồng lộng khói xanh, ao ao cờ đỏ chiếu rêu xanh, vì tham đường tắt vài trăm dặm, lặn suối trèo non chịu nhọc nhằn. Khi đại binh qua khỏi Thanh Long rồi, đường xá gập ghềnh rất hiểm trở, cứ đi một bước lại phải chồn chân, đôi khi đi một bước lại trượt chân thành 3-4 bước, có lúc đồn lại thành đống, có lúc phải chạy cả đoàn. Văn Thái Sư thấy đường đi khổ cực bằng hai, hối hận vô cùng. Văn Thái Sư nói với chúng tướng: Nếu biết đường tắt nguy hiểm như vậy, thà đi qua Ngũ Quan còn nhanh hơn. Ngày kia, đại binh Thái Sư đến núi Huỳnh Hoa, đường xá lại càng chật hẹp, khó đi hơn nữa. Núi non chập trùng, dãy này tiếp giáp với dãy khác, liên miên tưởng không bao giờ dứt. Văn Thái Sư chuyển quân đóng trại nghỉ ngơi, rồi cưỡi Hắc Kỳ Lân bay lên không, dò lần phía trước xem có gì nguy hiểm chăng. Văn Trọng đi một hồi đến một khoảng đất bằng phẳng, cây cối xinh tươi, có suối, có hoa, có hang, có động, cảnh thiên nhiên trông đẹp mắt lạ lùng. Văn Trọng ngắm nghía một hồi rồi nghĩ thầm:
Hòn núi này xinh đẹp quá, ước gì việc nước thanh bình, ta ở đây hưởng thú thanh nhàn. Văn Trọng nhìn xa hơn nữa, cách chân núi một dặm đường, thấy tre xanh rờn rợn, ngô đồng cao mịt, rồi tiếng ngựa la nổi lên inh ỏi. Có một đoàn người khá đông kéo đến một vùng đất trống lập trận. Tướng đi đầu là một người tóc đỏ hung hung, da mặt xanh lét, hình dạng như quỷ sứ, cưỡi ngựa ô, cầm búa đồng, mặt hồng bào, mang kim giáp. Thấy lạ, Văn Trọng vỗ kỷ lân lướt đến gần. Bọn lâu la đang tập trận, chợt thấy một ông già có ba con mắt, mặc áo đỏ, cầm roi vàng, cưỡi con kỷ lân đen, liền chạy vào báo với chủ trại. Có một ông già đứng trên núi cao đang lén xem đại vương tập trận. Viên chúa trại nhìn lên trông thấy nổi giận, truyền dẹp trận đồ, cưỡi ngựa bôn ba lên núi. Văn Thái Sư thấy tướng ấy mạnh bạo, đáng mặt anh hùng, khen thầm: phải chi ta thâu đặng tướng này đi đánh Tây Kỳ thì tốt lắm. Tướng ấy vừa đến nơi đã hét lớn hỏi: ngươi là ai mà dám đến đây thám thính núi ta? Văn Thái Sư nói chớ rằng: bần đạo thấy núi này tốt lắm, muốn tìm một cái động ẩn thân để tụng kinh huỳnh đình, chẳng biết tướng quân chịu hay không. Tướng ấy nổi giận mắng: yêu đạo dám cả gan đến đây đùa cợt. Nói rồi chém xuống một búa. Văn Thái Sư đưa roi vàng ra đỡ, hai người đánh nhau trên núi cao. Văn Thái Sư là tay đã từng chinh chiến nhiều năm, gặp biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, nên mặc dầu tướng ấy hung hăng, Văn Thái Sư không hề nao núng, chỉ muốn thu làm bộ hạ để giúp đỡ mình mà đánh Tây Kỳ. Đánh được vài mươi hiệp, Văn Thái Sư trá bại, chạy qua hướng đông, người ấy đuổi theo làm giữ. Văn Thái Sư nghe lạc ngựa sau lưng đã gần, liền chỉ ngọn roi xuống đất, hóa ra một cái thang vàng, ấy là phép độn kim nhốt viên chúa trại trong thành ấy. Văn Trọng trở lại chỗ cũ, xuống yên kỷ lân, ngồi dựa cội tùng. Đoàn lô la trở về báo với hai viên chủ trại khác rằng: có một ông đạo sĩ mặc đại hồng bào, dụ đại thiên tuế vào trận gì bằng vàng không biết. Hai tướng hỏi lô la: đạo sĩ ấy bây giờ ở đâu? Lô la thưa: còn đang ngồi trên bàn thạch, hứng mát trên cội tùng. Hai tướng nghe nói nổi giận, cầm khí giới lên ngựa, dẫn lô la kéo đến chân núi. Văn Thái Sư xem thấy, lập tức lên lưng hắc kỷ lân. Hai tướng vừa lên đến nơi, thấy vị đạo sĩ có ba con mắt, thất kinh hét lớn: yêu đạo ở chỗ nào dám đến đây làm giữ, giấu anh ta ở đâu, hãy mau trả lại, thì đặng toàn thân. Văn Thái Sư nói dối rằng: hồi nãy người mặt xanh xúc phạm, ta đánh một roi đã chết rồi. Nay hai ngươi đến đây làm gì nữa? Ta không có ý gì hết, chỉ muốn ở núi này tu luyện mà thôi. Hai ngươi có bằng lòng hay không thì nói. Hai tướng nổi giận, kẻ thương, người giản, chém đùa. Văn Thái Sư múa cặp roi vàng đỡ vẹt ra, đánh ít hiệp, bèn dục kỳ lân bại tẩu qua phía nam. Hai tướng đuổi theo, Văn Thái Sư chỉ một roi hóa thủy độn một tướng, rồi chỉ một roi nữa hóa mộc độn một người. Đoạn trở ra cội tùng, ngồi hóng mát như cũ. Lâu la chạy về báo với viên chủ trại thứ nhì rằng: nhị thiên tuế ơi, chúng ta mắc họa lớn rồi. Viên chủ trại này là Tân Hoàn, nghe báo tin liền hỏi: chuyện gì mà mang họa? Lâu la thưa: ba vị thiên tuế ở trại thứ nhất bị một đạo sĩ già đánh chết hết rồi. Tân Hoàn la lên một tiếng và nói: yêu đạo ở đâu mà dám lộng hành? Liền một tay xách rùi, một tay xách lưỡi tẩm xét, quạt hai cánh như chim bay, ầm ầm như sấm. Đến chót núi, Tân Hoàn thấy Văn Trọng đang ngồi, liền hét lớn: yêu đạo, ngươi giết mất ba người anh em ta, ta quyết không để cho ngươi toàn mạng. Văn Thái Sư mở con mắt giữa, thấy một viên tướng như thiên lôi. Trên đội mão đầu tròn, mình mặc áo chiến bào, môi đỏ như trái táo,
miệng nhọn tựa cây đao, sắc lẻm bốn nanh bạc, sáng ngời cặp mắt xa, cánh bay như phượng múa, tầm xét búa giơ cao. Văn Thái Sư xem thấy khen thầm: anh hùng hào kiệt thường là kẻ dị hình dị tướng, nếu thâu đạn người này làm bộ hạ tay chân thì rất được việc. Tân Hoàn đáp xuống đánh Thái Sư một dùi. Thái Sư đưa roi ra đỡ và hỗn trận một lúc. Thấy Tân Hoàn múa dùi và cầm xét khá lợi hại, Văn Thái Sư liền giả cách bại tẩu qua phía đông. Tân Hoàn hét lớn: Yêu đạo, mi chạy đi đâu cho khỏi. Nói rồi vỗ cánh đuổi theo. Văn Thái Sư nghĩ thầm: nếu dùng phép độn ngũ hành thì bắt người này không được, bởi người này không ở dưới đất bay lượn như chim. Nghĩ rồi lấy roi chỉ cục đá trên đỉnh núi cao, làm phép sai Huỳnh Cân lực sĩ xô đá ấy đè lưng Tân Hoàn. Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh tức thì. Tân Hoàn không ngờ Văn Thái Sư có phép tiên sai khiến quỷ thần như vậy, nên thờ ơ bị hòn đá đè chặt cứng. Văn Thái Sư quay kỳ lân lại, giơ roi muốn đập đầu. Tân Hoàn sợ chết kêu lớn: đệ tử không biết nên phạm đến oai trời, xin thầy từ bi rộng lượng, tôi mang ơn như trời biển. Văn Thái Sư để roi trên đầu Tân Hoàn và nói: ngươi không rõ, chứ ta là Văn Thái Sư ở tại Triều Ca, vâng lệnh đi dẹp Tây Kỳ. Vừa tới núi này gặp người mặt xanh vô lễ, thật ta không muốn sinh sự. Nay ngươi muốn sống hay muốn chết thì nói. Tân Hoàn thưa: chúng tôi không ngờ Thái Lão Gia đi qua đây, nếu biết chúng tôi đang nghênh tiếp. Văn Thái Sư nói: nếu ngươi thuận tình theo ta đi đánh Tây Kỳ thì ta tha ngươi khỏi chết, mà sau khi thắng trận về triều, ngươi còn được hưởng giàu sang phú quý nữa. Tân Hoàn thưa: Thái Sư đã có lòng thương, tôi xin theo hầu dưới trướng. Văn Thái Sư cầm roi chỉ vài cái, Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh dở đá cho Tân Hoàn ra. Bấy giờ Tân Hoàn gần gãy xương, ngồi dậy không nổi, phải gần một giờ mới đứng được. Văn Thái Sư đỡ dậy rồi ngồi trên bàn thạch, còn Tân Hoàn đứng hầu hạ một bên. Văn Thái Sư hỏi: tại núi Huỳnh Hoa nhân mã được bao nhiêu? Tân Hoàn thưa: núi này chu vi 60 dặm, lưu la hơn 10.000 và lương thảo cũng nhiều. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ vô cùng, vì binh lương rất cần thiết cho việc chinh Tây. Tân Hoàn khóc sụt sùi thưa: nếu Thái Sư ra ơn cứu sống được 3 người anh em tôi lúc nãy, thì chúng tôi cùng theo làm bộ hạ để Thái Sư sai khiến. Văn Thái Sư nói: ngươi muốn tha chúng nó làm gì? Tân Hoàn thưa: tuy anh em chúng tôi khác họ mà tình thương đối với nhau như thể tay chân. Văn Thái Sư nói: theo lời ngươi nói thì các ngươi là những kẻ trọng nghĩa. Nói rồi liền vỗ tay một cái, nghe sấm dậy ầm ầm, dường như lở núi lở non. 3 viên tướng trước đây bị độn mê man, nay nghe sấm giật mình tỉnh dậy, dội con mắt nhìn lơ láo. Người thứ nhất tên Đặng Trung không còn thấy vách tường vàng nữa, lồm cồm ngồi dậy. Người thứ hai là Trương Tiết không còn thấy biển cả nữa. Người thứ ba là Đào Vinh không thấy đám rừng già, cảnh cũ trở về trước mắt. Cả 3 mừng rỡ giục ngựa về trại. Khi đi qua đỉnh núi, thấy Văn Trọng ngồi trên bàn thạch, Tân Hoàn đứng hầu một bên. Đặng Trung nổi giận hét lên một tiếng, bảo Trương Tiết và Đào Vinh: nhị đệ hãy bắt Yêu Đạo cho ta. Cả 3 người đồng giục ngựa lên núi một lượt. Các bạn thân mến, về lời bàn, mọi việc tranh đấu trong đời đều để bảo tồn lẽ sống. Trong chuyện phong thần, các tiên thần tranh đấu chém giết nhau cũng không ngoài quy luật mâu thuẫn để bảo tồn lẽ sống. Trong giới thần tiên, giới người siêu nhân tự cho mình thoát tục, xa lánh cõi trần. Nhưng vì lánh cõi trần chỉ mới làm được cái việc
tách rời việc chung đụng với danh lợi xã hội mà thôi. Vẫn còn ở trong vòng vũ trụ thì không thể thoát ra ngoài vòng mâu thuẫn thiên nhiên được. Cho nên, thần tiên vẫn phải cạnh tranh với nhau, chém giết với nhau như lớp người trần tục vậy. Tác giả Phong Thần có lẽ quan niệm theo tư tưởng trên nên đã đưa hai hệ thống thần tiên mâu thuẫn xuống trần để chém giết với nhau, để bảo tồn lẽ sống của giáo hệ mình. Chỉ có điều đáng buồn là các siêu nhân ấy là người ngoại cuộc, từ bỏ xã hội ô trọc, rồi lại lấy phàm trần làm chỗ đấu tranh, lôi cuốn một số phàm phu tục tử vào vòng chiến để cho máu chảy xương rơi, cảnh chém giết vô cùng rùng rợn. Phàm trần giao cho người phàm, nếu các thần tiên muốn chém giết nhau, sao không tìm chỗ thanh cao hơn? Đã thoát cõi tục, sao còn xen vào cõi tục? Càng nhiều phép tắc cao siêu, càng giết người hơn, càng tàn ác hơn. Nếu nhà Chu và nhà Thương không có thần tiên can thiệp, cứ để nhân dân hai nước tranh đấu lẫn nhau, có lẽ không đến nỗi xảy ra cuộc chiến ghê hồn như vậy. Mang danh là đạo đức, thông hiểu lẽ trời, tại sao làm cái việc giết người? Tuy nhiên, đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, mà sự thật trong thế giới loài người không phải không có cảnh bất bình như vậy. Hiện nay thiếu gì cường quốc, tự xưng mình văn minh tiến bộ, chế những vũ khí giết người ghê gớm, chính họ cũng mâu thuẫn với nhau. Giả cách bảo vệ nước này, nước khác, đem vũ khí giải khắp các nước hậu tiến để giết người, coi như họ thí nghiệm vũ khí. Hoàn cảnh ấy thật đau lòng, chẳng khác trong Phong Thần, các siêu nhân đã trở cõi trần, đem phép tắc của mình tranh tài giành giật, rốt cuộc đau đớn cho giới dân phàm phải chịu đắng cay chết chóc.